Dạ hello, xin chào tất cả các anh chị. Anh chị thông cảm cho em là hôm nay tiếng của em nó bị khan tiếng rồi. Cho nên em quay clip thì nó hơi bị khan tiếng tí xíu nên các anh chị thông cảm cho em nha. Thì đây là chiếc tải van 2022 vừa mới về tới công ty em luôn. Những chiếc tải van trước em đã bán hết rồi. Và khi vừa bán thì em đã về chiếc này cho các anh chị luôn nè. Đây cũng là xe đời 2 chỗ ngồi nha các anh chị nha. Xe 2 chỗ ngồi và điều đặc biệt là xe này chạy mới có 6.000 km thôi nha các anh chị, 6.000 km. Ngoài ra thì xe cũng đã được trang bị luôn cho các anh chị vách ngăn đóng sẵn và sàn nhôm cho các anh chị rồi nha. Đó, cái vách ngăn với lại cái sàn nhôm này đóng cũng mất tiền lắm các anh chị. Xe thì nếu mà các anh chị nào mà theo dõi xe tải van bên em thì các anh chị cũng biết ha, những chiếc xe tải van bên em thì xe hầu như là xe lướt lướt không ạ, xe đẹp đẹp và cam kết với các anh chị là xe không đập đụng ngập nước nha, bảo các anh chị luôn. Các anh chị mà theo dõi trang của em mà các anh chị biết xe tải van, số lượng xe tải van của em về bán rất là nhanh. Dạ vì cái giá cái nó hợp lý các anh chị, nó tầm khoảng 200 mấy thôi. Mà chiếc xe bên em thì em cam kết với anh chị xe hầu như đẹp đẹp không. Ô đô xe chạy được 6.000 km nha các anh chị nha. Khối lượng chở của chiếc xe này sẽ là 945 kg nha. Đó. Và cái kích thước lòng thùng này nó sẽ tầm khoảng 2,1 đến 2,3 đó các anh chị. 2,1 đến 2,3. Đó. Hồi như tải van bên em về, các anh chị mà biết là em Huyền bán xe tải van nhiều lắm. Xe tải van là em giao không đủ xe luôn các anh chị. Cứ xe về là bán rất là nhanh. Và là các anh chị nào mà thấy video clip này của em, ngoài ra thì các anh chị đang có nhu cầu mua xe tải van thì cứ liên hệ với em nha. Vì hiện tại là bây giờ là tất cả các anh chị mà chạy xe ba gác các anh chị hầu như là đổi lên xe tải van này rất là nhiều luôn. Vừa che nắng che mưa nè, vừa xe có máy lạnh lại chở hàng hóa rất là nhiều luôn. Rồi che nắng che mưa cho hàng hóa luôn, rất là ok luôn đó các anh chị. Hôm nay giọng em bị khàn quá cho nên là quay clip cho các anh chị xem thì là mắc cỡ ghê. Nhưng mà bây giờ xe về rồi, xe vừa mới về cho nên là bây giờ buộc lòng em phải quay phim. Nên các anh chị đừng cười về cái giọng nói của em nha. Đó, xe rất là đẹp. Cái giá tổng khoảng 200 mấy nha các anh chị. 200 hơn một xíu thôi, 200 hơn một tí xíu thôi. Nói chung là dòng xe đẹp cũng chỉ quay sơ sơ với các anh chị. Tại anh chị biết hết cái dòng xe tải van này rồi. Thao nơ này á, cái dòng phân mới thì nó ra có nhiều loại thùng 2,1, 2,3, 2,6, 2,1, 2,6, 2,9 luôn các anh chị. Chính là tùy theo các anh chị thôi. Ví dụ nhiều tiền thì mình mua xe mới luôn. Còn mình tài chính mình thấp thấp thì mình tìm những cái xe dòng xe như thế này mình chở hàng là em thấy nó hợp lý rồi. Nếu như mà thật sự nếu mà cái gì tài chính thấp thấp mình mua chiếc xe Thao nơ này thì khỏi phải chê luôn. Khách đặt em rất là nhiều, xe về lại bán rất nhanh. Cho nên các anh chị thấy cái clip của em mà đang có nhu cầu tìm thì cứ alo cho em Huyền ngay để được giá tốt nhất nha. Đến với em Huyền là khỏi lo giá cả, đảm bảo các anh chị chốt được giá tốt, cực kỳ tốt luôn. Rồi, các anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ với em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.